và là người cùng đồng hành với quý vị chúng ta trong những chuyến đi nghỉ dưỡng đã là đợt thứ ba rồi. Đó là vào ngày hôm nay trong một bầu không khí vô cùng trong lành, một thưởng thức những làn gió biển rất là mát, và hôm nay chúng sẽ tạm gác những bộn bề của cuộc sống, tạm gác những công việc áp lực của công việc, và chúng ta sẽ cùng vui chơi, cùng giao lưu và cùng học hỏi nhau trong buổi tiệc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay vọng ra thật tuyệt vời. Ở trước hỏi Ly đâu đi đâu ạ? À? Ly đâu đi đâu ạ? À? Lại nhờ Ly đâu đi đâu ạ? À? Giơ cao Ly được không ạ? Tăng đầu khởi nha, 1, 2, 3 chuộc bao nhiêu? Mời mời chị ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bình tĩnh ạ. Hey.
Cho một lần nhé, cho hai lần nhé. Anh bán sắn, ăn bánh sáng, xong bánh sáng. À, sau bánh sáng. Được rồi, chúng ta chỉ có 10 giây thôi ạ. Chúng ta phải một nhát hai lần. Anh bán sắn, bán sắn. Ăn bánh rán, xong bánh rán. Xong bánh rán, đây là ăn bánh rán, xong bánh rán. Đấy là được, nhanh hơn tí đấy. Cảm ơn, 5 lần rồi này. Sửa thân đi ạ. Thân chứ ạ. Thân chứ ạ. Thân chứ ạ. Thân chứ ạ. Anh bán rán, ăn bánh rán, xong bánh rán. Anh bán rán, ăn bánh rán, xong bánh rán. Anh bán rán, xong ăn bánh rán, xong bánh rán. Thank you.